We getting close. You all know the drill. Rất là phấn khích. Những cái ẩn số đó mình vẫn chưa có thể biết được. Tò mò. Cực kỳ phấn khích. Mình cảm thấy rất là háo hức, tò mò. Mình cảm thấy rất là phấn khích khi được coi Deadpool 2 sớm nhất tại Việt Nam. Phải tò mò, cảm xúc gì đó lâng lâng. Mình rất là phấn khích, awesome, hơn cả tuyệt vời nữa. Rất là hồi hộp, không biết nó như thế nào. Rất là vui khi được là người đầu tiên mà xem phim Deadpool ở Việt Nam mà. Hồi hộp lại rất là mong chờ. Bùng nổ. Don't call it a comeback. Mong chờ cái độ bạo lực vẫn duy trì tiếp tục. Wolverine có thể đổi màu sống dậy và quậy cùng Deadpool chăng? Những câu hỏi cực chất của Deadpool. Có một nhân vật mình rất là mong muốn sẽ xuất hiện là Wolverine. Chém giết mà máu me nhiều hơn, có nhiều cảnh hành động cháy nổ nhiều hơn. Mình hy vọng nó hài và nhây hơn nữa. Tôi rất là hào hứng khi mà có cái anh đạo diễn của John Wick ra làm á, anh ấy sẽ làm cho nó máu lửa hơn. Bộ phim này có Thanos trong vai Cable là mình cũng đã thấy rất là phấn khích rồi. Hit it! You're no fucking hero. You're just a clown. Dressed up as a... Bring it on, One Eyed Willie. It's showtime. Don't call it a comeback. I'm here for peace. I'm rocking my pants. What the fuck does it feel? Rồi thì rất là enjoy phần 2. Máu me hơn, hài hước hơn và mình cảm thấy cực kỳ là mạnh nhanh. Mình nghĩ rất là nhiều, rất là hơn mong đợi rất là nhiều. Cảm nhận được điều đó và hài lòng với đó nữa. Chính xác là nhây và lầy hơn phần 1 rất là nhiều. Tuyệt vời. Mọi người nên bỏ tiền đi xem phim này. Nếu bạn muốn học cách lầy, hãy đi xem Deadpool 2. Deadpool 2 cực kỳ tuyệt vời. Cảm thấy cái nhân tố mới này thì nó khá là thú vị. Chắc là bộ phần phim rất là đáng coi. It's for forever.